Trời ơi, u là trời. Tại sao mà một cái củ sạc nó lại bé như này hả rồi? Xin chào mọi người, ở đây mình đang có một cái túi quà tặng của TLC Channing, nhà phân phối phụ kiện công nghệ chính hãng hàng đầu Việt Nam. Thật ra thì TLC Channing đang có rất nhiều quà tặng cho anh em tinh tế. Và tinh tế sẽ dùng quà tặng đó để tặng anh em trong cái dịp là tinh tế bình chọn 2022. Mình là thành viên tinh tế từ năm 2008, cái thời mà còn dùng BlackBerry ấy. Có rất nhiều lần là tinh tế có tổ chức cuộc thi quà tặng thì mình chưa bao giờ được giải cả. Và từ cái thời mà nổi tiếng trên TikTok ấy, có rất nhiều nhà phân phối liên hệ để tặng quà cho mình. Và đây là cái mà mình rất là thích. Vì thay vì là phải chơi game như ở trên tinh tế thì bây giờ mình cũng được tặng quà. Nhưng mà mình sẽ không tặng lại như anh trên tinh tế đâu. Tinh tế họ thừa quà rồi họ tặng lại, nhưng mình thì không tặng nhá. Để dùng. Nhân cái dịp iPhone 14 vừa ra mắt thì TLC Channing có nhập khẩu và phân phối rất nhiều các sản phẩm liên quan đến iPhone 14. Thì đây là một trong những sản phẩm như vậy. Mình thì chưa có iPhone 14 nhá. Nhưng những sản phẩm họ tặng kèm trong này cho mình thì đều có thể dùng được cho iPhone 13 Pro Max của mình. Và đây là hộp quà của TLC Channing, nhà phân phối phụ kiện công nghệ. Tất cả các sản phẩm của TLC sẽ được phân phối chính hãng trên chuỗi điện máy xanh và tất cả các cái cửa hàng điện máy, các cửa hàng phụ kiện điện thoại di động. Họ là nhà phân phối nhá, thì họ sẽ phân phối đến các cửa hàng chứ họ không bán lẻ trực tiếp. Thì đây là quà tặng để ra mắt những thương hiệu mới Uniqlus đấy, Native Union đấy, Skin Am, nói chung là mấy cái tên này hơi khó đọc nhỉ. Và Mazer thì là một thương hiệu mình nghe khá là quen thuộc. Thì tất cả sản phẩm ở đây thì đều đạt chứng nhận MSI của Apple nhé. Tiếp theo là một cái thư cảm ơn quý khách hàng tin tưởng sử dụng sản phẩm của TLC phân phối. Và giám đốc ở đây là Châu Thị Hồng Châu. Thì mình đoán cái TLC này có nghĩa là, như anh em tinh tế vẫn đoán là tao là Châu. Ok, và một thư cảm ơn đấy. Tiếp theo là mình sẽ có một sản phẩm, hai sản phẩm là ốp lưng và kính cường lực. Có một sản phẩm rất hay nha, tí nữa thì nói. Ốp lưng và kính cường lực cho iPhone 13 Pro Max. Đây là một cái sản phẩm của thương hiệu là Uniqui này. Và Lus, cái ốp lưng này và một cái kính cường lực, một chất lượng rất là cao cấp. Thì ở đây thì mình sẽ thấy là Protect 20 feet và 6 mét, với công nghệ là Cell Technology này, chống cả những cái đâm, vật nhọn đâm nữa. Và dùng cho cả iPhone 6.7 inch Pro Max 2021. Thì đây là sản phẩm cho iPhone 13. Còn đây là cái kính cường lực. Những sản phẩm này thì đây, kính cường lực này thì sẽ có là 1.8 impact, tức là độ cao từ 1.8 xuống đấy. Full screen, tràn màn hình. True clarity, tức là đại khái là độ trong suốt cao. Và sẽ bảo vệ được những cái thiết bị, những cái mặt kính cường lực như này thì sẽ không phải nói nhiều, bởi vì chất lượng của nó tương đối tốt. Cái này thì cần có thời gian để sử dụng và trải nghiệm đấy. Nhưng mà có một cái rất là hay trong gói quà này, cực kỳ đặc biệt, đó chính là một cái củ sạc của Mazer. Đây, Lightwell Ultra Smart. Đây các bạn nhìn này. Đây, hộp rất là to nhưng mà củ sạc thì mình đã lấy ra rồi, nó rất là bé. Để so sánh nó bé như nào, thì đây là cục sạc 20W của Apple nhá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Trời ơi, u là trời. Tại sao mà một cái củ sạc nó lại bé như này hả rồi? Đấy, nhưng nó lại có hai cổng. Một cổng USB Type-C 33W Power Delivery và một cổng Quick Charge 3.0. Trời ơi, Mazer mà nó nhỏ gọn như này ạ. 33W. MacBook Air M1 của mình nó chỉ cần củ sạc 30W thôi. Và củ này là 33W, thừa sức sạc cho con MacBook Air M1 của mình. Mà kích thước nó thì vô cùng nhỏ gọn. Đã từ lâu lắm rồi mình không bao giờ cầm củ sạc đi, bởi vì là MacBook Air M1 thì pin nó khá là trâu. Và một phần là củ sạc của Apple thì nó hơi nặng. Nhưng mà củ sạc này thì mình đã bỏ vào trong cặp. Từ lúc mà mình nhận được hộp quà này thì nó lấy ra và mình bỏ vào cặp luôn. Bởi vì nó rất là nhẹ, rất là gọn, cực kỳ nhỏ gọn. Đây các bạn nhìn, so sánh ngay với cục sạc iPhone thôi thì cực kỳ nhỏ gọn đúng không ạ? Mặc dù mình rất ít khi dùng nhưng mà lúc cần ấy thì không có đâu. Thế là chúng ta luôn luôn phải thủ sẵn một cục sạc như này, rất là hợp lý, rất là nhỏ gọn luôn. 33W Power Delivery và Quick Charge 3.0 đủ chúng ta sạc được MacBook Air M1, đủ chúng ta sạc iPhone 13, 14 20W thoải mái và vô tư, chỉ cần một cục sạc này thôi. Đấy. Và chúng ta có thể chia sẻ thêm cái nguồn điện này cho các thiết bị của bạn bè chúng ta. Anh em ấy tinh tế lên, nhiều khi tán gái ấy, những cái thiết bị như này nó là những thiết bị mà thể hiện cái sự chu đáo cẩn thận của chúng ta. Là người phụ nữ thì rất hay thích những người đàn ông chu đáo cẩn thận. Thế là cầm cục sạc cái này đi, thêm một cục pin dự phòng của Mazer hoặc là của TLC phân phối nữa thì tuyệt vời. Đấy, anh em nhé, một cục sạc 20W và một cục sạc 33W 2 cổng của Mazer, kích thước nhỏ gọn, nhẹ nhàng,
trọng lượng cực kỳ nhẹ luôn, nó chỉ tương đương nhau thôi các anh em ạ. Mà cái chân cắm này nhá, mình cảm giác cắm rất là dễ luôn, không hiểu sao. Đấy. Đấy, thì đây là cá mình rất ấn tượng, một cục sạc rất là hợp lý luôn. Bởi vì nhá, có nhiều cục sạc nó 100W nhưng mà thực sự rằng là có cần không thì anh em phải xem. Và 33W này thì mình thấy là rất là vừa phải. Vì MacBook Air M1 các bạn vừa sạc 30W xong thì nói chung là vô tư. Con này cực kỳ hợp lý thôi. Anh em nào vừa sạc được cả iPad, cả MacBook và cả điện thoại iPhone, chúng ta chỉ sạc chống cháy thôi, cho nên là không phải là lúc nào chúng ta cũng cần cắm điện, cho nên là cục này đi du lịch là cực kỳ hợp lý rồi. Siêu nhỏ gọn, cực kỳ thích. Còn bây giờ mình sẽ mở hộp cái này. Cái này thì ít ấn tượng hơn. Thì mình sẽ mở cái ốp trước nhá. Nó có một cái chỗ này kéo ra. iPhone 13 Pro Max. Mình sẽ dùng luôn nhá. Đây, đây là 13 Pro Max của mình. Cái khi mà lắp cái này lên ấy thì nó vẫn hiện được màu. Đấy, nhiều cái ốp mà các bạn dùng ấy thì màu của nó sẽ bị ẩn đi đúng không? Thì cái này nó vẫn còn màu này. Nhưng mà ở trong này có một lớp ni lông mình chưa bóc. Thứ hai là cảm giác cầm rất là chắc chắn. Chắc chắn cực kỳ luôn. Cảm giác nó kiểu cứng cáp hơn hẳn luôn. Đây là những nút này này. Khi mà nó là nút của iPhone thì không nói làm gì. Nhưng nó là nút của cái ốp ấy. Thì mình khi mình bấm vào trên nút này cảm giác độ đẩy tốt này. Phản hồi tốt luôn. Lúc mở ra thì tương đối đây cũng dễ thôi. Đây. Quên anh em ạ, đây. Bóc này ra nhá, nó mới trong được. Úi là trời. Ngon luôn. Đấy. Bấm phát đã luôn nhá anh em nhá, bấm này. Bấm này. Đấy, nút tăng giảm âm lượng này, bấm này. Cảm giác thật rất là thật. Tất cả các cạnh, các viền khá là dày dặn. Cầm nó rất là cứng chắc. Nảy nữa chứ. Đấy, cái phần camera được gờ lên một chút để có thể là tránh cái việc cạ cam xuống mặt bàn quá nhiều. Và khi chúng ta dùng những cái ốp như này thì nó làm cho cái màu xanh Siberia của cái iPhone của mình nó nổi hơn so với những cái ốp trong khác nhá. Mình cũng không hiểu tại sao, nhìn nó đẹp hơn hẳn mà lộ hẳn màu xanh luôn. Còn những cái ốp khác thì ốp lên nó hơi bị tối hay sao ấy. Một chiếc cực lực tràn viền, cách mở hộp mở siêu giống hệt một cái iPhone. Đấy, xài, đẹp. Ồ, ngay là cách đóng gói cũng thấy được sự cao cấp rồi nhá. Đây đúng là một hãng phân phối phụ kiện công nghệ phải gọi là cao cấp. À, đây là một cái khung. Cái này hay đấy, để tôi thử nhé. Cái này là cái khung mà để đặt vào xong nó để ướm đúng không? Và đây là cái kính cường lực. Đây là gói khăn của cái cường lực này nhá. Nó rất là to và nhiều chứ không như còn màu xíu vậy đâu. Đây là cái kính cường lực của chúng ta. Ui, nhìn thực sự là đây là cao cấp. Định vị và đặt vào hay là xong. Ok. Nói chung là cái này thì mình chưa lắc hội đâu bởi vì nó hơi lằng nhằng tí. Trong video này thì mình muốn giới thiệu với anh em những cái sản phẩm mới của TLC Training, là gồm có những cái phụ kiện của Meizer, những cái ốp của thương hiệu là Uniqui và kính cường lực của Laos. Thực ra đọc tên hơi khó, mình quên không hỏi tên đọc là gì, nhưng mà đây anh em nhìn logo nhé. Và đây là cái hộp quà. Sướng. Làm người có tí tiếng nói, tiếng nổi tiếng sướng thật. Đấy, quà tặng. Cực kỳ. Cái này phải lưu lại anh em. Đây là một cái gọi là cái mình coi nó thành tích kiểu vậy. Mặc dù những cái này thì đối với mình nó cũng không có gì giá trị lắm, nhưng mà được ghi nhận và được các khách hàng thương hiệu để ý đến cũng là một niềm vui. Cảm ơn TLC Jenny đã tặng quà cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ mình trên cả YouTube và các nền tảng khác các bạn nhé.